Từ thời xa xưa, dân gian đã lưu truyền nhiều điều huyền bí về người có cánh hay người bay. Hiện nay, các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn không ngừng cố gắng tìm hiểu, hy vọng có thể vén mở bức màn chân thực trả lời cho vấn đề này. Hôm nay, hãy cùng với Lina's Blog tìm hiểu về người bay qua video dưới đây nhé. Nước Mỹ là quốc gia đầu tiên nghiên cứu về người bay. Trong hồ sơ không quân Mỹ có lưu trữ phần báo cáo về UFO của tác giả William Ram Nebraska. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 22 tháng 2 năm 1922, William Ram Nebraska đang đi săn. Đột nhiên, ông nghe được từ trên không trung truyền tới một âm thanh nghe chói tai. William lập tức ngẩng đầu lên và ông đã trông thấy một vật thể vừa lớn vừa đen, giống như là dáng người đang bay lượn trên bầu trời. Sau đó, vật thể kỳ quái này đáp xuống đất như một chiếc máy bay, rồi nó bước đi trong tuyết dày đặc. Nó cao khoảng chừng 8 feet, tức là hơn 2,4 mét. William muốn chạy theo con vật lạ kia, nhưng do tuyết phủ kín con đường nên muốn đi nhanh cũng không được. Cuối cùng, William gần như kiệt sức mà không đuổi theo kịp vật thể kia. Trong hồ sơ, thị trấn Point Pleasant, Mỹ cũng là địa phương đầy bí ẩn. Ngày 15 tháng 11 năm 1966, một cặp vợ chồng trên đường về quê thăm một người bạn bị mất. Họ lái xe đi qua một nhà máy cũ, thì trên bầu trời bỗng rơi xuống rất nhiều tro bụi. Người vợ nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy hai vật thể hình đĩa màu đỏ treo lơ lửng trên không trung, lại còn phát ra ánh sáng lấp lánh. Cả hai vật thể có đường kính vòng khoảng 2 inch, 5,08 cm. Tiếp theo đó, vật thể này bắt đầu di chuyển theo hướng chiếc xe của cặp vợ chồng. Khi nó tiến sát lại, họ rốt cục thấy rõ hai vật màu đỏ quả thực là hai con mắt của người khổng lồ. Người này cao khoảng 7 feet, hơn 2,1 mét. Hơn nữa, sau lưng rõ ràng có đôi cánh. Cặp vợ chồng vội dừng lại, dường như tất cả mọi người đi đường đều bị đôi mắt ấy thôi miên. Họ đứng im khoảng 1 phút đồng hồ, không ai có ý định chạy đi, cho tới khi một người nào đó hét lên: "Chúng ta phải đi khỏi đây." Cuối cùng, chiếc xe của cặp vợ chồng chở theo vài người dân bắt đầu rời khỏi. Họ lái xe phăng phăng, vượt quá tốc độ giờ cao điểm. Khi xe leo lên một ngọn đồi, người trong xe nhìn thấy một người đàn ông dang rộng đôi cánh bay của mình lướt trên các ngọn cây rồi vượt qua chiếc xe của họ. Sáng sớm ngày 25 tháng 11 năm 1966, Thomas là một nhân viên trẻ tuổi ở thị trấn Point Pleasant lái xe đi ra ngoài. Anh nhìn thấy một thân thể hình dạng người cao bất thường đứng trên đồng ruộng, nhưng đột nhiên người này mở đôi cánh sau lưng của mình rồi bay thẳng đứng lên trên không trung giống như một chiếc máy bay trực thăng. Vận tốc xe của Thomas là 75 dặm anh một giờ, nhưng tốc độ bay của người khổng lồ so với xe thì có thể chậm hơn. Cư dân của thị trấn Point Pleasant khi nhìn thấy người bay, toàn bộ thị trấn dấy lên nỗi sợ hãi vô cùng. Gần như cùng những năm đó, có người ở thị trấn West Virginia của quận New Haven, Mỹ cũng chứng kiến cảnh người biết bay. Connie, 18 tuổi, một cư dân ở đây. Vào ngày Chủ nhật, cô lái xe từ nhà thờ về nhà. Khi đi qua một sân golf đã bỏ hoang thì thấy một cái bóng màu xám xuất hiện bên đường, cao ước chừng 7 feet, hơn 2,1 mét. Một đôi mắt sáng lên, màu đỏ rực rỡ. Connie như bị đôi mắt ấy làm phép thuật, khiến cô không thể xác định được chiều cao chính xác của cái bóng. Lập tức, người này mở rộng đôi cánh ra và từ từ bay lên bầu trời. Hơn nữa, tất cả những điều này không phát ra bất kỳ âm thanh nào, khi bay lên thậm chí còn không cần vỗ cánh. Ngày 16 tháng 11 năm 1963, gần công viên Ken Costatin, bốn chàng trai đi khiêu vũ và đi bộ về nhà với nhau. Họ đột nhiên nghe thấy âm thanh cành gãy, liền ngay sau đó xuất hiện một cặp cánh dài của một quái vật màu đen. Tháng 9 năm 1979, một thị trấn nhỏ ở miền Trung nước Nga, người dân cũng nhìn thấy một loài sinh vật cao lớn tương tự. Vào lúc chạng vạng, một người đàn ông tên là Igor Kulisavu cùng cô con gái đang đi ở ngoài đồng, thì ông nhìn thấy trên bầu trời cách khoảng 30 mét so với mặt đất có một vật thể bay màu đen. Khi đối tượng này dần dần hạ gần xuống, Igor thấy rõ ràng đây là một sinh vật hình người. Trên người có mặc áo giáp bạc thời Trung Cổ sáng lấp lánh. Sau đó, người này bay lên không trung và biến mất vào rừng cây. Lúc sau, hai cha con chỉ còn nghe thấy tiếng âm thanh xào xạc của lá và gió. Các nhà nghiên cứu Mỹ đưa ra hai lý luận về người bay. Loại lý luận thứ nhất là quân đội đang tiến hành đủ loại thí nghiệm, một số trong đó là căn cứ quân sự bí mật, gồm cả kiểm soát chương trình nghiên cứu thông qua tín hiệu điện từ khiến người ta sinh ra ảo giác. Người bay chỉ là một loại ảo tưởng. Lý luận thứ hai là người bay hoàn toàn tồn tại. Họ đến từ bóng tối, từ một thế giới thần bí, và đôi khi họ lạc vào thời gian và không gian của chúng ta, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Sách cổ Trung Quốc cũng có ghi về loại người bay. Theo thập di ký ghi lại, thời đại vua Nghiêu 4.000 năm trước, một chiếc thuyền cực lớn từ từ bay lượn trên không ở vùng biển Tây Hải. Quanh thân tàu có ánh sáng nhấp nháy.
Người trên thuyền đội vương miện, khắp cơ thể được bao phủ bởi một bộ lông màu trắng. Họ không có cánh mà có thể bay trên bầu trời. Theo Tống Sử Ngũ Hành Chí ghi lại, thời Tống Can Đạo năm thứ 6, vùng quan đường Tây An đã xuất hiện một quái vật mình người đầu gà, cao khoảng hơn một trượng. Ngay giữa ban ngày từ trên không trung rơi xuống, đi lại tự do trên đồng ruộng, lại còn muốn nói chuyện với con người. Những chuyên gia cho rằng đây có thể là người ngoài hành tinh trên đầu đội cái mũ hình đầu gà. Như vậy, ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ cổ đại đến hiện đại đều đã có những bằng chứng ghi nhận sự tồn tại của người bay. Các bạn có tin rằng người bay có thật không? Hãy để lại comment thể hiện quan điểm. Cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để cùng đón chào các video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.